Chào anh chị em, bên Phạm Gia mới bàn giao xong cho những khách hàng đến từ Giao Thiện, Nam Định, một bộ sofa đối đây ạ, một ghế dài và hai chiếc ghế đơn, bộ này là bộ đối và đi kèm nó sẽ là một bàn và ba chiếc đôn. Bộ sản phẩm này thì kê trong một cái không gian phòng khách rất là đẹp và đây là đại diện gia đình, là một khách hàng là đến từ Giao Thủy, Nam Định. À, Giao Thiện, Nam Định thì bên em sẽ hỏi ý kiến khách hàng khi nhận một cái bộ sofa này thì như nào? Sở Phạm Gia xin hỏi ý kiến ông là khi ông nhận một bộ sản phẩm này do Sở Phạm Gia bán ra đến nhà ông, thì cảm nhận ông như nào khi nhận một bộ sofa gỗ hương đá này? Tôi thì báo cáo anh thì đã biết là như thế nào, mà tôi nhìn thấy thì giờ màu mè về vân gỗ thì tôi cảm thấy thì cũng là được đây. Không biết là màu mè nó lên vậy đấy mà cũng thấy nó đẹp, vân gỗ vân vung nó thế đấy, mà rồi không biết là sau này là như thế nào, trước mắt thì thấy là cũng được. Vâng ạ, con xin cảm ơn ông và gia đình đã tin tưởng sử dụng cái sản phẩm bên Phạm Gia. Con xin cảm ơn. Chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe. Cảm ơn anh. Rồi đã biết rồi là như thế nào cơ, mà rồi anh đã trở về đây cho các anh nó rồi, con rể tôi xin chân thành thay mặt cho anh chị là cảm ơn anh. Sofa đối đấy, làm chất liệu gỗ hương đá nhé. Bên em đã bàn giao xong, anh chị em cùng tham khảo. Nếu anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với cả xưởng theo số điện thoại đang hiện trên màn hình, xưởng sẽ tư vấn chi tiết hơn, anh chị em cùng tham khảo.